Chào mừng các bạn quay trở lại với Vantage 2 các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một màn chơi của Vantage này, đó là Reason Escape. Dịch sang tiếng Việt đó là chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nhà tù các bạn. Thì câu chuyện ở đây là gì? Mình nói các bạn điều này đó là màn chơi này thì các bạn nhớ là chúng ta phải đổi sang ngôn ngữ tiếng Anh thì nó mới có các bạn, như ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta nó chưa dịch hay sao. Ok. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu thì các bạn nhớ cho mình một like và một chia sẻ video này nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ở màn chơi này thì các bạn có một cái tình huống như thế này, đó là Andy đang bị nhốt trong tù các bạn. Andy là cái anh chàng chúng ta nhìn trên màn hình đó, nhưng mà anh ấy là một người vô tội các bạn, tức là trong trường hợp này anh ta đang bị vô tội mà bị bắt nè. Hãy giúp anh ta và hai người bạn trốn thoát khỏi nhà tù các bạn. Ok, như vậy thì anh này là anh người tốt, cho nên là bây giờ mình sẽ giúp anh ta trốn thoát các bạn. Rồi, ở câu số 1 thì Andy đã bị bắt trong nhà tù các bạn. Bây giờ chúng ta hãy chụp hình anh ta. Như vậy thì những người tù nhân thì đầu tiên người ta sẽ bắt đeo cái bảng số như thế này, người ta chụp này. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ đưa anh ta đứng thẳng như thế này, mình bấm vô cái máy chụp hình, mình chụp một cái đó, một cái nha các bạn. Tiếp theo là mình chụp ngang các bạn, như vậy mình sẽ quét anh ta đó. Các bạn quét từ phải sang trái các bạn, người ta chụp anh ta một tấm nữa. Như vậy thì nó mới đúng. Ok, mình sẽ hai tấm ảnh như thế này các bạn. Và như vậy thì chúng ta cũng qua được màn rồi. Andy phải tìm cách để ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt các bạn. Câu số 2 là gì? Thì chúng ta sẽ xem cái tình huống nè. Andy phải tìm cách bảo vệ chính anh ấy trong cái môi trường trong hộp các bạn, trong tù đó. Thì Andy được rồi, bởi vì Andy rất là hiền và vô tội, cho nên chúng ta phải bảo vệ anh ta. Như vậy thì mình phải tìm cách làm sao cho anh đi giống như đồng minh của những người này. Thì các bạn sẽ làm như sau. Ok, các bạn đầu tiên các bạn lấy cái nón cái này đó, các bạn đổi đó, và các bạn đổi cái nón này cho anh đi thì lúc này anh đi giống như đồng minh của cái tên đó. Như vậy thì anh đi sẽ không bị đánh các bạn. Câu số 3, hãy chơi bóng chuyền để cho thấy là Andy cũng là người nổi tiếng nè. Ok, như vậy thì ở cái màn này các bạn nhớ là chúng ta sẽ kéo bóng cho Andy, và sau đó Andy nhảy lên gần gớt xuống, các bạn tắt cho Andy một cái thì lúc đó Andy sẽ ném đúng như vậy. Bạn nhớ là khi trong môn thể thao này thì các bạn nhớ là chúng ta phải đợi cho Andy nhảy lên gần rớt xuống thì lúc đó chúng ta phải bấm như vậy. Câu số 4, Andy cần một số người bạn để trốn thoát khỏi nhà tù. Như vậy thì ở đây các bạn nhớ là các bạn nào có xem phim Prison Break thì các bạn sẽ thấy là gì, để trốn thoát nhà tù đòn không những đòi hỏi các bạn phải thông minh mà các bạn còn phải có sức mạnh cơ bắp nữa các bạn. Như vậy thì nhìn trong đây thì chúng ta để ý là sẽ có ít nhất là hai người bạn mà chúng ta cần kết giao, đó là một anh chàng đeo băng kính các bạn, có lẽ anh này sẽ thông minh nè, anh lần thứ hai là anh chàng cơ bắp là nằm ở đây. Như vậy thì vấn đề làm sao đây chúng ta phải như vậy thì ở đây các bạn nhớ nè, đầu tiên các bạn sẽ tát vô đây để cho cái cây này rớt xuống các bạn. Bạn kéo một cái cây là cho cái anh chàng cơ bắp nè, rồi sau đó các bạn lấy hai cái bánh xe đó, và gắn lên để anh ta giống như người ta tập tạ đi các bạn. Cái tiếp theo đó là mình cần các bạn cần một người giỏi, thì lúc này thì làm sao, chúng ta phải đưa cho anh ta đọc sách các bạn, bởi vì chỉ có đọc sách thì chúng ta mới giỏi được các bạn. Như vậy thì hai người bạn chúng ta cần, thứ nhất là phải giỏi về kiến thức, thứ hai là phải mạnh về cơ bắp. Ok, như vậy thì chúng ta vừa làm quen được hai người bạn, đó là Morgan và Evan. Morgan thì giỏi về não các bạn, còn Evan thì giỏi về cơ bắp các bạn. Ok, here we go. Câu số 5, Andy cần phải lấy cái tuvix nè các bạn, cái thiết bị nằm ở đây nè. Đó, cái mình đang chỉ ở chỗ này nè. Như vậy vấn đề là gì? Vấn đề là Andy chúng ta cần lấy cái đó, chúng ta phải giấu các bạn. Như vậy thì để giấu nó thì đầu tiên mình sẽ lấy cái này, mình đổi bánh mì của Evan nè các bạn.
Rồi sau đó mình lấy cái tô vít, cái vặn con ốc á, mình bỏ vô cái bánh mì rồi mình đưa cho Andy các bạn. Ok, nhớ là cái này chỉ có trong game thôi các bạn, ngoài đời chắc mình giấu cái bánh mì không được đâu, và chúng ta cũng không nên được ăn đâu các bạn. À, cái màn chơi này mình thấy khá là hay các bạn, khá là trí não đó. Các bạn nào mà thấy game này hay thì cũng cho mình một like và một chia sẻ nha. Ok, câu số 6, Andy phải đào một cái lỗ để mà với cái G-cells là cái tu viết này làm đó các bạn. Như vậy thì thường chúng ta sẽ đào ở trong cái tường, nhưng mà cẩn thận các bạn nhớ là khi anh cảnh sát này qua thì chúng ta mới đào các bạn. Rồi, nói chúng ta cẩn thận nha, khi anh cảnh sát này nó quay trở lại thì chúng ta sẽ đào là không được đâu. Đó, nó quay lại rồi. Ok, các bạn nhớ là kể khi nào ông cơ tù ổng quay trở lại thì chúng ta không được vào đâu nha. Let's go. Câu số 7, ông ta nghe tiếng động rồi và bây giờ anh đi phải tìm cách nào đó giấu cái tô vít này các bạn. Tốt nhất là mình sẽ bỏ cái tô vít này trong. Oh my god, xin lỗi. Các bạn nhớ là các bạn nhớ là tránh vô cái đèn này các bạn, cái đèn nó chiếu vô là chúng ta cũng bị thua đó. Ok, câu số 8, bây giờ chúng ta phải đào một cái lỗ cho tống thoát này. Như vậy thì đây chúng ta thấy nó có mấy cái cục mình gạch để chặn. Vậy thì đầu tiên mình sẽ chặn cái anh chàng đầu tiên các bạn. Đó, cho anh ta dừng lại rồi bắt đầu mình mới đào các bạn. Này mình đang đào dưới đất nha các bạn. Đó, ở tới đây mình dừng lại nè. Mình sẽ cho anh ta một chút rồi. Thì sau đó mình sẽ chặn cái anh chàng này lại tiếp theo nè. Đó, rồi mình mới đào tiếp. Nhớ là các bạn phải chặn theo từng bước như vậy nha. Ok, về đào giúp Andy đào xong rồi các bạn. Cái game này y như là game Reason Break mà mình đã từng coi các bạn. Game đó coi khá là nghiện luôn. Ok, Andy phải mở cái cánh cửa rồi các bạn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có cục tù vít nè. Ở đây thì chúng ta thấy là gì, mình mở cái đó thôi. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy là trên đây chúng ta có bốn cái Phật nữa các bạn. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta phải thử sai thôi, có nghĩa là cái này thì chúng ta buộc phải thử sai thôi các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ các bạn sẽ làm theo thứ tự thôi, tức là chúng ta thử đến nào khi nào ra thôi. Ok, các bạn làm theo thứ tự của mình như sau nè các bạn. Đầu tiên là các bạn cái nút số 2, rồi sau đó tới cái số 4 các bạn, rồi tới số 3 và số 1 các bạn kéo nó lên. Ok, nhớ nha, 2 4 3 1 các bạn. Ok, bạn nào làm không được câu này thì các bạn đừng lên comment, mình sẽ hướng dẫn nha. Câu số 10, cái lần vượt ngục đầu tiên của anh ấy đã bị bắt tạ rồi, đã bị thua rồi, đã bị không thành công rồi các bạn. Bây giờ anh ta cần phải vượt qua cái trạm kiểm tra này để bắt đầu một cái vượt mới. Như vậy thì đây chúng ta thấy có hai anh chàng cảnh sát đang chặn cửa. Như vậy thì mình sẽ tìm cách rằng mở cái thùng này ra, mình trốn, có lẽ mình sẽ trốn ở đây các bạn. Đó, đây nó có cái thùng gì nè. Đó, chúng ta lấy cái này ra các bạn, là đưa gì vô. Ok. Đây là một cũng một cách y như trong phim Reason Break nhưng mà Reason Break. Ok, anh đi có một ngọn thì anh đi cần gì, cần một cái Broom Driver. Broom Driver là cái tôi viết như là bốn đầu các bạn, là cái bánh chàng này nè. Như vậy thì chúng ta ở đây là game cho nên là chúng ta kéo cái cục thịt gà cho anh chàng cơ bắp này ăn các bạn. Đó, sau đấy các bạn lấy cục xương bạn đổi với cái lại cái thay cầm này gói đưa cho anh đi thôi. Here we go. Nhớ, tại vì khúc xương của bạn mà không bỏ khúc xương vô thì anh chàng kia sẽ để ý đó các bạn. Ok, cái này nói gì đây? Tại sao mình phải dùng một cái tô vít này? Tại sao cái tô vít này không làm việc nhỉ? có một... ở đây thì chúng ta thấy có một cái tấm bảng đang ẩn ở đây nè. Và anh đi cần phải mở với cái tô vít này. À, hiểu rồi. Vậy thì chúng ta thấy là kéo cái này đi. Rồi lấy tư vít nhanh lên, kéo lại các bạn. Các bạn nhớ phải làm từng bước nha.
Đó, anh cảnh sát vừa qua là mình mở liền. Đó, mình mở được một lần rồi, rồi anh ta quay lại nè. Rồi mình mở liền, để kéo tôi vít ra. Đó. Rồi, kéo, kéo, chúng ta sau khi làm xong các bạn nhớ kéo cái toilet lại các bạn. Cái lavabo toilet. Ok, sau khi anh này đi qua rồi anh ta đi lại. Đi lại thì mình lại tiếp tục mình làm nữa. Mình mở đúng. Oh my god, mình bị phát hiện rồi. Ok. À, mình làm nhanh quá, ổn quá. À, bị phát hiện. Ok, làm lại các bạn hai quá nha. Kéo cái toilet ra. Các bạn nhớ là phải để anh cảnh sát này đi các bạn. Rồi kéo lại. Từng bước các bạn, bởi vì thời gian mình làm không có đủ đâu. Sau khi anh ta đi tiếp tục. À, nhớ là phải cho anh ta đi qua luôn nha các bạn. Hiển ra luôn. Đó, mở cái tủ kích thứ hai rồi kéo lại các bạn. Rất là xích sao luôn. Để cho anh ta qua cái này. Ok. Đó, mở đi. Ok. Kéo lại. Rồi, vậy mình còn một cái tủ kích cuối cùng nữa là chúng ta sẽ vượt qua được cái màn 12 này các bạn. Ok, 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 yes. Ok. Ok, như vậy thì mình đã mở ra các bạn. Ok, có 13. Bây giờ Andy phải vượt qua và trốn lên trên cái lỗ ở trên tầng nhà này các bạn. Tức là cái lỗ vị trí này nè các bạn. Chỗ này nè. Vậy thì đầu tiên mình sẽ chặn anh chàng này lại các bạn. Đó, mình phải che anh lại nè. Cái thứ hai là che anh này nè. Đó, để anh đừng nhìn thấy. Và cuối cùng là anh này. Ở này thì do mình leo ở trên đầu anh ta cho nên anh ta sẽ không phát hiện đâu. Let's go. Đó, các bạn thấy không? Thấy mình leo trên đầu anh ta cũng không phát hiện được các bạn. Oh my god, trời sao? Mình coi lại cái. À, do mình bị vướng các bạn. Đó, mình che anh ta lại nè. Đó. Đó, các bạn phải quét anh này đi nha. Quét đi các bạn. Rồi, quét lên. Ok, here we go. Đó, vậy mình cũng vượt qua được con 13 đó các bạn. Let's go, nhanh lên. Ok, bây giờ cánh cửa chúng ta có thể được mở với một cái công tắc. Cái switch công tắc, nhưng mà làm sao mình biết được. Ở đây các bạn thấy có 6 cái công tắc. Làm sao mình làm như thế nào đây? À, ở đây thì chúng ta thấy có một cái lỗ cống của con chuột, các bạn lít vô lỗ cống các bạn. Đó, anh chàng này sợ con ngắm và bỏ lại chúng ta một cái tờ giấy. Nó ghi mật mã của cái switch đó các bạn, của cái công tắc đó. Như vậy chúng ta thấy chữ X ở đâu thì chúng ta bấm ở đó. Vậy thì X mình bấm ngoài này. À, ok, mở được rồi. Yes, các bạn mở thì đi dấu S các bạn. Này đòi hỏi các bạn phải có trí tuệ rất là nhiều đó. Ok, ở đây thì hiện giờ chúng ta đang ở trong nhà tù và hai người bạn của chúng ta, không, chỉ có một người bạn của chúng ta thôi, là anh chàng cơ bắp nè, và mình và ý, đúng rồi. Ở đây là người bạn trí thức của mình nè, và anh chàng này không phải của mình, cho nên mình sẽ mở này. Đó. Giờ nắm lại. Ok, như vậy anh tên cảnh sát này bị bắt rồi bạn. Mình nhanh chân. Bây giờ khi cảnh sát này vừa qua, bạn nhanh chân mở cửa cho anh này trái. Ôi xin lỗi, mình làm hơi chậm nè. Rồi các bạn để ý nè, tên cảnh sát này ở trên con ngục này vừa qua, bạn bấm mở. Đó. Rồi bắt đầu các bạn để ý nha. Tiếp theo mình sẽ mở cho anh người bạn của mình. Đấy. Ok. Vậy thì chúng ta vừa giải phóng được hai người bạn chúng ta các bạn. Ok, ở đây thì chúng ta nhớ là Andy không có tội, cho nên mình giúp Andy trốn thoát các bạn. Còn Andy có tội thì các bạn không nên giúp đâu. Câu 16, họ phải tìm cách để mà lên cái cửa trên đây các bạn. Ok, vậy thì chắc chắn mình sẽ dùng cái chiến lược là chồng bên nhau rồi. Ok, anh cơ bắp phải phải đổi cho anh đợi mình là người bạn của mình. Ok, đó. Đó, mình di chuyển anh cơ bắp mình. Đó. Rồi, sau khi di chuyển lại như vậy các bạn, bấm vào cái dây để cho ba người cùng lên các bạn. Here we go, nhớ là phải phối hợp ba người mới được, chứ các bạn một người không làm được đâu. Câu 17, họ phải tìm cách bỏ qua những cái tên canh gác này các bạn. Vậy thì ở trong trường hợp này các bạn thấy là rất là khó. Vậy thì mình sử dụng cái đùi cui nè. Cái này cái đùi cui đó. Đó, mình đánh anh này. Các bạn đánh anh ta cho anh chàng này thật
là đao các bạn, mình đổ 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 thừa cho người ta đó, rồi sau đó mình đưa cho anh đao. Đây hình như là cũng chưa đủ các bạn, các bạn nhớ là chúng ta đánh thật là nhiều lần các bạn. Chúng ta đánh thật là nhiều lần thì anh này ảnh đó, đánh ảnh rồi sau đó mình đưa cây cây này cho anh này. Nha các bạn nhớ là tôi đánh anh ta nhiều lần nha, mình đây mình đánh khoảng 10 lần đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào nè, anh không có cầm được cua các bạn, oh my god. Nghĩa là chúng ta sẽ gây thù chứ quán cho hai người các bạn. Đó, sau đó hai người các bạn nhớ làm khoảng 10-15 lần các bạn, sau đó chúng ta đưa cho cái anh phía sau thì hai người này sẽ đánh nhau và lúc này chúng ta sẽ trốn thoát các bạn. Baby girl đúng là cũng khó, khá khó đó. Con 18 họ phải vượt qua cánh cửa này, như vậy thì đây là phía switch nè, chúng ta bấm cái nó sẽ mở nè. Như vậy ở đây các bạn nhớ nè, khi mình bấm cái switch á, mở ra thì nó mở nè, bấm thì nó mở nè. Và các bạn nhớ là phải đem cái anh chàng cơ bắp này qua các bạn, để anh đỡ lại, chứ thôi nó rớt xuống là chúng ta không vào được đâu. Nhớ là cơ bắp cũng có ý nghĩa đó các bạn ha. Ngoài trí tuệ thì các bạn cần có cơ bắp đó. Ở màn 19 này thì họ phải tìm cách để giữ chân mấy cái tên lính lại, trong khi Morgan thì mở cái cửa. Có nghĩa là Morgan đang sử dụng trí tuệ của mình mở cửa này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ mở cánh cửa các bạn. Các bạn đào đó, các bạn mở mấy cái này lên đó. Đó, chúng ta đào mấy cái hố nè các bạn, và chết lại. Rồi sau đó các bạn đẩy này đó các bạn. Thì lúc này đó những cái trên cây ngọc chạy lại đây thì chúng ta thấy có điều gì cũng xảy ra. Oh my god. Ok, như vậy chúng ta đã giữ chân được ba người canh gác rồi các bạn. Vì vậy thì cả ba người đang phối hợp rất là tốt. Ở màn 20 này chúng ta phải vào rừng các bạn đây nè, và các bạn nhớ là phải tránh cái này nha. Ba người bạn của chúng ta đang nằm ở đây nè, chúng ta nhớ phải tránh cái đèn nha các bạn, phải tránh người lính nữa. Ôi dừng lại, ôi kìa, mình bị phát hiện rồi. Nhớ là các bạn phải tránh cái này và cũng đồng thời cũng tránh luôn. Các bạn bấm xuống cái bấm lại rồi ôi bị phát hiện. Nè hoàng đệ này đó các bạn nhớ nha, cẩn thận đó. Thì người trên gác vừa qua là cũng là bấm vô mình ra người này chạy đó, cái đèn quá cháy đúng đấy. Rồi cẩn thận nha, đi từ từ thôi đó, đi từ từ thôi đó, có lính gác nữa kìa. Cẩn thận đó, cảm giác ngỡ thì rất là nghiêm ngặt. Oh my god. Mình nhanh quá, các bạn làm từ từ đi các bạn. Đó, bấm tap vô cái là anh ta xuống rừng nè. Nhớ người lính gác này nó phải đi hẳn nha các bạn, anh ta phải đi hẳn là chúng ta mới mở được á. Rồi qua đi. Here we go. Lần này thì có lẽ mình sẽ làm từ từ thôi. Rồi đây lính gác này, nhớ là lính gác phải đi hẳn là chúng ta mới cho nhà những cái bạn của chúng ta đi các bạn. Here we go. Vậy thì chúng ta cũng đã giúp những người Andy trốn thoát rồi các bạn. Chúng ta đã làm rồi nhưng mà chúng ta không thể đi vào trong thành phố, mà chúng ta phải học cách tồn tại trong rừng hoang các bạn. Ok. Wow, như vậy thì chúng ta cũng đã vượt qua được cái màn trốn thoát các bạn. Ở đây nó hỏi chúng ta là chúng ta sẽ thích những cái màn nào nhất các bạn. Có lẽ là mình thích hết á. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta
đi chọn được cho một á. Ok, mình sẽ chọn Azimuth. Ok, như vậy thì hôm nay mình cũng được vừa hoàn thành xong cái màn Reason Escape các bạn. Bạn nào có chơi game này và đã làm hết tất cả các màn của game này thì hãy lại comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.